tên là Nguyễn Hoàng Di, em 14 tuổi và em đã hoàn thành chương trình lớp 8 tại trường trung học cơ sở Phòng Thạch ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ, sắp tới em sẽ sang Mỹ du học ở trường Gateway Lindsay Christian Academy ở bang Missouri ạ. Muốn bắt đầu chương trình High School lớp 9 ở Mỹ để có cơ hội làm quen với lại chương trình học ở đây cũng như là con người và cuộc sống ở Mỹ để có thể xin được học bổng 80-100% khi vào đại học. Và cũng như với sự hỗ trợ hồ sơ từ EduPass, em đã có thể hoàn thành giấc mơ của mình cũng như là xin được học bổng 10.000 đô ở ngôi trường Gateway này. Lúc bắt đầu làm hồ sơ du học, em chưa tự tin vào phần khả năng tiếng Anh giao tiếp của em. Gia đình em có làm hồ sơ định cư Mỹ theo diện lao động ở năm 2017. Em đã nghĩ rằng là em không thể nào hoàn thành giấc mơ du học của mình được. Với sự động viên và cổ vũ của các cô tư vấn viên ở EduPass mà em đã có thể lấy lại được sự tự tin và chinh phục được visa ở lãnh sự. EduPass đã giới thiệu cho em một khóa học ở DH trong vòng 2 tháng rưỡi và sau khi em hoàn thành khóa học đó thì em đã cảm thấy rất tự tin về khả năng nghe và nói của mình khi phỏng vấn tại lãnh sự. Được người quen giới thiệu đến EduPass và em cảm thấy chi phí cũng như là dịch vụ và cô tư vấn viên ở đây rất là tốt và mọi thứ rất là tuyệt vời. Những thứ mà em quan tâm về du học đều được giải đáp một cách cặn kẽ và kỹ càng. Em nghĩ là chúng ta cần thể hiện sự tự tin ở bản thân cũng như là kế hoạch học tập nghiêm túc của mình. Bên cạnh đó thì mọi người nên tìm cho mình một trung tâm hỗ trợ du học tốt, đặc biệt là mọi người có thể tìm đến EduPass để có được tâm lý vững vàng và cũng như là những thông tin mà mình quan tâm sẽ được giải thích kỹ càng và cặn kẽ. Cảm ơn EduPass.